Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Xúc động trước điều cuối cùng Hoài Linh làm trong lễ tiễn đưa cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Khi Chí Tài ra đi đột ngột, nghệ sĩ Hoài Linh đã cố giữ bình tĩnh để đứng ra lo liệu mọi thứ. Chỉ trong vòng 2 ngày, nam danh hài đã chuẩn bị mọi thứ rất chỉnh chu, từ quy trình thực hiện, đội ngũ xe đưa, 18 vòng hoa viếng. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ rằng sức khỏe của Hoài Linh đang không ổn, nhưng vẫn cố gắng đứng cúi lại, đi từng bước lại từng bước để tạ ơn các đồng nghiệp và khán giả đến tang lễ. Ai cũng biết rằng anh mất khá nhiều sức cho chặng đường vừa qua. Dẫu vậy, Hoài Linh chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tiếp tục lịch quay hình cho đúng lịch của đoàn. Đến tối về, nam danh hài vẫn không thể ngủ ngon giấc mà thức hai đêm liên tục để dõi theo livestream đám tang ở Mỹ như thế nào. Hoài Linh buồn bã, đến đài hỏa táng, bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để níu đôi chân anh, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ anh. Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ, như lời đục giám mục giảng, ngọn lửa này như ngọn lửa phục sinh, sẽ soi đường cho anh về nước trời. Không nóng đâu Huỳnh, cố lên Huỳnh nhé. Không chỉ có Hoài Linh mà ngay cả con trai Thành Vinh cũng như các anh chị em khác, vài chục nghìn khán giả cũng thức để theo dõi mọi diễn biến. Họ quyến luyến cố nghệ sĩ đến những giây phút cuối cùng. Hồng Đào đau lòng, ra đi thanh thản anh Chí Tài nhé. Anh an tâm, Phú Bôn Sa mình thật gần, 5 hay 10 phút là tụi em có thể ở bên cạnh bé heo của anh. Xin Chúa sớm đón anh về thiên đàng. Ai cũng đóng góp một lời cầu nguyện mong nghệ sĩ Chí Tài an yên ở vùng trời mới. Mọi người sẽ luôn nhớ về anh. Những tiểu phẩm vui tươi, giải trí của cố diễn viên vẫn sẽ được khán giả nhiều đời yêu mến. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.